Chào các bạn. Hôm nay Vườn Ươm Hải Đăng sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật trồng và chăm sóc giống cây cam. Thì bước đầu tiên đó là bước chuẩn bị đất. Đất thì phải được dọn sạch cỏ, cày bừa kỹ và bón phân lót trước khi trồng khoảng 30 ngày. Chúng ta bón lót cho mỗi hố là 3 kg phân trùng hoai mục, 1 kg vôi bột và 0,5 kg phân hữu cơ. Ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì người ta thường làm mô để trồng cam. Để đắp thành mô tốt nhất thì chúng ta dùng đất ao này, đất mương vườn cũ hoặc là đất mặt ruộng hay là đất bãi bồi ven sông phơi khô. Với khoảng cách trồng là 3 mét một cây thì tương đương với 1.000 cây trên 1 hecta. Cái mô trồng thì có kích thước rộng khoảng 60-80 cm, cao khoảng 20-30 cm. Hoặc có thể chúng ta trồng bằng hố với kích thước hố đào là 40 x 40 x 40 cm. Ở vùng đồi núi cao thì cần đào hố sâu hơn, rộng hơn khoảng 70 x 70 x 70 cm. Về chọn giống thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều giống cam như là cam sành, cam xoàn, cam vinh. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn giống tùy điều kiện và sở thích. Cam thì thường được nhân giống bằng hạt này, chiết cành hoặc ghép cành. Loại chiết cành thì cây sẽ mau ra trái nhưng tuổi thọ sẽ kém và bộ rễ sẽ yếu hơn. Cây ghép thì khỏe mạnh hơn, tuổi thọ lâu và bộ rễ phát triển mạnh hơn. Còn riêng trồng bằng hạt thì cây sẽ lâu ra quả và năng suất thường kém hơn. Cây giống thì các bạn có thể tìm mua sẵn ở các vựa cây giống uy tín. Ở thời điểm trồng thích hợp nhất là vào mùa cuối mùa khô đầu mùa mưa. Khi trồng thì chúng ta dùng cuốc đào mỗi độ lớn hơn bầu một chút ở giữa hố, đặt bầu cây vào, sau đó dùng tay hoặc cái chân ém nhẹ đất xung quanh gốc, cắm cọc để cố định cây, tránh gió làm động rễ, cây dễ chết. Nếu chúng ta trồng vào mùa khô thì sau khi trồng chúng ta cần phủ gốc bằng rơm rạ cỏ khô để giữ ẩm cho cây. Khi trồng xong thì các bạn nên tưới nước ngay, sau đó từ 3 đến 5 ngày tiếp tục tưới nước giữ ẩm cho cây trong thời gian đầu 1 tháng để cây mau chóng đâm rễ. Về chăm sóc thì chúng ta cần cung cấp đầy đủ nước cho cây trong mùa khô này, hoặc lúc quả đang lớn hoặc lúc quả sắp chín. Về cỏ dại thì chúng ta sẽ phủ gốc bằng rơm rạ cỏ khô, rắc mùn hay là cây phân xanh để hạn chế cỏ dại. Sới phá vá sau những cơn mưa lớn này, chúng ta làm cỏ vào vụ xuân và vụ thu, sới rạch toàn bộ diện tích một lần trên một vụ. Sau khi trồng thì chúng ta theo dõi và cắt bỏ các cành vượt chồi mọc ra từ gốc ghép. Khoảng 1 đến 2 tháng khi cây bắt đầu bắt rễ đâm chồi thì chúng ta tiến hành hãm ngọn ở chiều cao 70-80 cm. Chúng ta giữ lại 7 đến 10 chồi khỏe mạnh, phân bổ đều quanh gốc, tránh hiện tượng che khuất ánh sáng. Ở giai đoạn cái cây trưởng thành thì thường xuyên cắt bỏ các cành già cỗi, sâu bệnh, cành bị gãy đổ. Công đoạn bón phân thì năm đầu tiên sau 1 tháng cây hồi thì chúng ta tiến hành bón thuốc bằng phân đạm pha loãng 1%, cứ 15 đến 20 ngày chúng ta tưới một lần. Ở giai đoạn thứ năm thứ hai và thứ ba thì mỗi năm chúng ta bón 10 g phân chuồng cộng 100 g ure, 300 g supplement và 100 g calicia làm 4 lần bón, lần 1 là tháng 9 tháng 11, lần 2 là tháng 3, lần 3 là tháng 5 và lần thứ 4 là tháng 7 đến tháng 8. Ở giai đoạn kinh doanh là năm thứ 3 trở đi thì tiếp tục giữ tỷ lệ bón và số lần bón như trên. Tăng lượng phân và cả năm cho mỗi cây lên. Về thu hoạch thì thu hoạch khi vỏ quả chuyển từ màu xanh sang màu vàng ở khoảng 20 đến 30% diện tích quả vỏ quả. Cần thu hoạch đúng thời vụ để tạo cho cây phân hóa mầm hoa tốt, thu hái quả vào những ngày râm mát. Chúng ta sẽ dùng kéo chuyên dụng để cắt cuống quả, thu hái quả nhẹ nhàng tránh tổn thương cơ học. Ở trên đây Vườn Ươm Hải Đăng vừa hướng dẫn các bạn kỹ thuật trồng và chăm sóc giống cây cam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.